trong tim con vang tiếng của thầy. Về lại trường xưa với bao kỷ niệm, bóng dáng của thầy vẫn vương không rời. Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng, lời thầy mua vọng mãi. Con nhớ cô thầy diệu dắt con nên người, nâng con bay khắp phương trời. Bây giờ con về thăm ngôi trường xưa, giờ ra hơi trưa. Với sang năm 2006 thì chắc chắn khóa 9 chúng ta sẽ tổ chức thành công và đạt khá nhiều số người anh em về đông hơn. Và tôi xin trao lời phát biểu lại cho đại diện khóa 9. Kính thưa các thầy, các cô đã từng dìu dắt chúng em dưới mái trường sư phạm. Kính thưa các anh, các chị, khóa đàn anh và cùng tất cả các bạn giáo sinh sư phạm Sài Gòn các khóa còn lại, như ý kiến phát biểu của anh Biền, ngày hôm nay khóa 9 chúng tôi được hân hạnh giao nhận nhiệm vụ sẽ đứng ra đăng cai tổ chức buổi họp mặt sư phạm của năm sau, năm 2007. Và như anh Biền cũng đã phát biểu, đặc thù của khóa 9 là tất cả các giáo sinh khi nhập học vào trường sư phạm đều đã có nhiệm sở trước. Đó là cái điểm đặc biệt nhất của khóa 9 trong suốt 13 khóa của trường sư phạm Sài Gòn. Và cái đặc điểm thù thứ hai nữa là khóa 9 là đó là năm đầu tiên khóa 9 chịu cái cảnh là nam nữ phải học riêng. Vì vậy cái sự kết hợp thì nó rất là khó cho khóa 9 chúng tôi. Sau khi mà đã thi xong, tức là trước khi thi ai cũng biết là đã có nơi an cư lạc nghiệp rồi, như vậy thành ra trong cái quá trình học tập nó cũng có đôi chút là chềnh mảng. Và như anh Biền nói là khóa 9 có nhiều nhân tài, nhưng thực tế ra thì theo anh em chúng tôi nhận định có nhiều thiên tai hơn là thiên tài. Do đó là ngày hôm nay nhận nhiệm vụ này, đây là cũng là một cái điều mà anh em khóa 9 chúng tôi rất là băn khoăn. Và hy vọng rằng với những cái số anh chị em khóa 9 đang đứng trước mặt các thầy, các cô, các anh, các chị và các bạn, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức và cố gắng động viên thêm các bạn khóa 9 còn chưa có điều kiện về đây họp mặt, để năm học kỳ họp mặt lần sau, cái số lượng người tham dự là không những là hơn nữa, và sẽ còn từ đó về sau sẽ trở thành một cái truyền thống tốt hơn cho cái buổi họp mặt của gia đình sư phạm chúng ta. Thì thay mặt khóa 9 chúng tôi
đem sách lên để anh tặng. Cảm ơn thầy, cảm ơn bạn. À, nhân đây thì lẽ ra thì nếu mà gửi được cái biếu canh thì nguyên cái CD thì là hay nhất, nhưng mà rất tiếc là chưa chuẩn bị kịp. Thì hát tặng quý thầy và các anh chị cái bài Ngồi Bên Nhau Cùng Hát Hôm Nay. Và lúc đầu thì tôi có đề nghị với anh Duy Hòa là in cái bài đó để cho tất cả chúng ta cùng hát thì hay hơn. Nhưng mà mình thì lại không phải dân ca sĩ, mà có lẽ là cũng sau gần 40 năm rồi các bạn thời khóa 5 và khóa 7 thì có thể biết, cho nên xin tặng quý thầy cô và các bạn bài Ngồi Bên Nhau Cùng Hát, để rồi có dịp đó mình sẽ hát lại. Cho tôi cái la chuyển với bạn nha. Ngồi bên nhau ta cùng chung tiếng hát, ngồi bên nhau ta ca khúc xuân vầy, cầm tay nhau cho tình thân đến mây, cầm tay nhau ta ghi nhớ hôm nay, hát vang lên nào mình bài ca thắm thiên, hát sát vai cùng sát vai cùng nói chào, sắp thêm mái đầu cho tình thêm quyến luyến, khắc ghi cùng khắc ghi kỷ niệm không quên. Xin hết, xin cảm ơn quý thầy và các bạn. Vâng, xin cảm ơn Đình Thuấn, và chúng ta hy vọng trong khi liên hoan thì chúng ta cũng sẽ nghe được CD này qua máy chúng tôi có đặt tại đây. Và trước khi bước vào phần liên hoan thì có lẽ chúng ta cũng nên làm cho cái không khí của buổi hôm nay nó ấm lên, nó nóng lên. Xin mời tất cả quý thầy cô cùng tất cả các anh chị chúng ta cùng hát bài Nối Vòng Tay Lớn. Vòng tay đổi lại biên xa, ta đi vòng tay lớn mắt để nối sơn hà, một tất bao la anh em ta về gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng chơi vòng. Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam, cả núi gió đêm vui nơi ngày, dòng máu nơi con tim đồng loạt dừng tình người trong ngày vơi, thành phố nơi thôn xa vơi vời, người chết nơi linh thiêng và đời, và người nối trên hôn từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay. Ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà, vừa thác treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nối liền biển xanh sông gắn, nối liền một vòng tự sinh biển xanh sông gắn, nối liền một vòng Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn, và chúng ta bắt đầu cho buổi liên hoan hôm nay. Xin trân trọng kính mời quý thầy, quý cô cùng toàn thể các anh chị đồng nghiệp chúng ta tiến ra các bàn đã được để sẵn các phần ăn, và chúng ta self service vào trong ấy. Và còn hơn thế nữa là lưu giấu cho nhau ở số điện thoại, địa chỉ để chúng ta còn có thể tiếp tục, bởi vì chỉ chúng tôi cũng xin giới thầy đã đến và đang bắt tay gặp gỡ các quý thầy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái không khí cái buổi tiệc của chúng ta nó hay hơn, sinh động hơn, ấm áp hơn. Đề nghị các anh chị có thể liên hệ với chúng tôi. Để động viên ca sĩ, xin mời các thầy cô các chị cho một tràng pháo tay ạ. Dạ, cô xin thay mặt cho các anh chị khóa 13 xin chúc tất cả các thầy cô nhiều sức khỏe và mọi sự may mắn. Chiều ngày thành phố nhiều lá me bay, rộn ràng em hát khúc yêu thương người. Đây đang hương lòng ngập tình ca. Mây về trên phố mua qua hiền nhà. Em đêm nghe tiếng lá rơi bên đường. Hàng mẹ xanh ngát nhờ gió mang theo lời tình em hát khúc yêu thương người. Đây đang hoa đường khúc êm đềm. Hãy từ dấu yêu của ta, Sài Gòn ước mơ ngày xưa, chiều công viên ghế đá lá vàng bay. Sài Gòn nắng đẹp bên đó, Sài Gòn gió chiều như mơ, bên sông dài chờ đầy bao mơ. Một chiều qua phố, phố quen thật gần. Vừa một mình chiều ngày thành phố nhiều lá me bay, dọn dàng anh hát khúc ca yêu đời, cho dấu đi về những con phố quen. Trình Di Cúc đại diện cho khóa 13. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin được giới thiệu anh Lâm khóa 10, sẽ gửi đến các thầy cô và các anh chị một màn độc tấu harmonica bài nhạc xuân. Đúng, chúng ta đang ngồi liên hoan với nhau trong một cái không khí rất xuân ngày đầu năm mới 2006. Một những cái tiết tấu của bản nhạc xuân chắc chắn sẽ làm cho các anh chị cảm thấy vui, thích hơn và ăn ngon miệng hơn. Xin mời anh Lâm. Nhiều sức khỏe và an lành. Em xin góp vui trong cái buổi tiệc hôm nay. Tiếng keng. Nếu có điều chi sơ xuất, quý thầy cô cũng bỏ quá cho. Bởi vì em thổi kèn cách đây cũng 40 năm rồi. Từ cái ru con ngủ, kèn thiếu nhi, rồi nhạc cách mạng, rồi nhạc tiền chiến. Thì hôm nay em xin góp vui bản nhạc xuân.